Thưa quý vị, lấy trứng chọi đá chính là cách chơi của quân đội Ukraine trong những ngày gần đây. Bởi vì Kiev chỉ sử dụng vỏn vẹn duy nhất máy bay không người lái nhưng lại đòi tấn công cả nhà máy sản xuất tên lửa Kinzhal của Nga. Không rõ đó là chiến thuật sâu xa hay đơn giản chỉ là trò nghịch dại mà thôi. Nhưng dù là ý đồ nào đi chăng nữa thì cái kết Ukraine phải nhận lại cho hành động ngớ ngẩn này là cả một Stepovoy hoang tàn. Còn tại Trung Đông, Israel vẫn một mực xới tung giải Gaza để tìm ra thủ lĩnh Hamas trong những căn hầm. Israel còn đe dọa rằng nếu cuộc xung đột này họ mà thua cuộc thì mục tiêu tiếp theo chính là Mỹ. Nghịch dại với máy bay không người lái, quân đội Ukraine lịnh án tử vào khu vực chiến lược Stepovoy. Trong một bài đăng trên Telegram ngày 13 tháng 11, hãng tin Astra của Nga cho biết, một máy bay không người lái của Kiev đã rơi và phát nổ trong khuôn viên Cục Thiết kế Kỹ thuật Cơ khí ở Koloma, Nga vào đêm 11 rạng sáng ngày 12 tháng 11. Hậu quả của cuộc tấn công bằng UAV khá nhẹ chỉ khiến cửa sổ tòa nhà văn phòng bị vỡ, mặt tiền hai tòa nhà bên cạnh bị hư hại. Báo cáo ban đầu cho thấy không có thương vong. Đây được cho là trò nghịch dại chưa rõ mục đích của quân đội Kiev khi cố gắng tiếp cận nhà máy sản xuất tên lửa Kinzhal của Nga. Trước đó, người dân địa phương cũng đã có những báo cáo về vụ nổ phát ra gần Cục Thiết kế Kỹ thuật Cơ khí. Thêm vào đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, phòng không đã đánh chặn hai máy bay không người lái trên khu vực Smolensk và Moskva, nhưng không nêu rõ vụ nổ ở Koloma. Cục Thiết kế Kỹ thuật Cơ khí, một thành phần của tập đoàn nhà nước Rostec, được thành lập vào năm 1942, là một trong những trung tâm nghiên cứu thiết kế và sản xuất hàng đầu của Nga trong lĩnh vực thiết bị quân sự, đặc biệt là sản xuất tên lửa Kinzhal và Iskander. Nhưng nếu Ukraine chỉ mới động được đến sợi lông của Moscow, thì Nga đã túm được cả bộ tóc của họ, khi mà Nga đã tấn công dữ dội khu vực chiến lược Stepovoy. Trong những ngày gần đây, lực lượng Nga đã giảm cường độ tấn công và cơ sở hạ tầng quân sự ở các khu vực hậu phương của Ukraine, trong khi quân đội Ukraine cố gắng thực hiện một cuộc tấn công khác vào Crimea. Theo SF, quân đội Ukraine tiến hành một cuộc tấn công tổng hợp khác nhằm vào bán đảo. Hai máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công vào kho dầu ở Feodosia. Cả hai đều bị lực lượng phòng không Nga tiêu diệt. Cùng với đó, bốn tàu không người lái của Ukraine đến vịnh Ukhaza ở bờ biển phía Tây Bắc. Một đoạn video do quân đội Ukraine công bố xác nhận thiệt hại đối với ít nhất hai tàu bộ đổ bộ của Nga thuộc hạm đội Biển Đen. Đến lượt mình, máy bay không người lái và tên lửa Nga tấn công các khu vực tiền tuyến trong những ngày gần đây, bao gồm nhiều mục tiêu khác nhau ở khu vực Odessa và Kherson. Các cuộc ném bom giờ đây trở thành điều thường trực cả ngày lẫn đêm đối với khu vực Kherson. Được biết, tháng trước, Nga được cho là đã bắn 2.706 quả đạn pháo vào các khu vực khác nhau ở vùng Kherson, khiến quân đội Ukraine buộc phải di chuyển nhanh chóng, không có thời gian chuẩn bị. Còn tại mặt trận Zaporizhia, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các trận chiến theo vị trí. Trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã tiến về phía đông Uleda và tiến hành các cuộc phản công lớn vào Uruzhanoi. Giao tranh cũng ngày càng gia tăng ở khu vực Bakhmut. Nga mở cuộc tấn công vào Krechezhevka, nơi họ giành được quyền kiểm soát ở phía đông ngôi làng. Giao tranh dữ dội tiếp tục diễn ra ở ngoại ô thị trấn, đồng thời lực lượng Nga đang tiến về phía bắc Bakhmut, giành lại quyền kiểm soát các khu vực đã mất trước đó. Ngày 13 tháng 11, trang AVP thông tin, quân đội Nga cũng đang tích cực chiến đấu tại làng Stepovoy nằm ở phía tây bắc Avdiivka nhằm cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo dữ liệu mới nhất, quân đội Nga đã tiến về phía đông Stepovoy và chiếm quyền kiểm soát một số ngôi nhà. Lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga bằng cách sử dụng hỏa lực pháo binh và máy bay không người lái. Stepovoy có tầm quan trọng chiến lược trong việc kiểm soát tuyến đường sắt và các tuyến đường tiếp tế khác cho đơn vị đồn trú ở Avdiivka của lực lượng vũ trang Ukraine, đặc biệt là ở khu vực Berdichev và Olovka. Quân đội Nga cũng đang cố gắng tiến lên và giành được chỗ đứng trong vành đai rừng phía tây đường ray. Ngoài ra còn có báo cáo về nỗ lực của quân đội Nga nhằm xuyên thủng hàng phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine tại nhà máy than cốc Avdiivka nằm ở phía tây bãi thải Avdiivka. Các trận chiến vị trí tiếp tục diễn ra ở phía đông và phía nam Avdiivka. Mỹ có thể là mục tiêu tiếp theo nếu Israel thua cuộc. Vừa qua, Thủ tướng Israel đã cáo buộc có một trục tấn công tồn tại giữa Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen và Iran,
đồng thời tuyên bố lực lượng được Iran hậu thuẫn đang tìm cách đưa Trung Đông và thế giới trở lại thời kỳ đen tối. Chính vì vậy mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cảnh báo các chiến binh Hồi giáo sẽ gây ra mối đe dọa cho Mỹ và châu Âu nếu Israel thua trong cuộc chiến hiện tại với Hamas. Chúng tôi phải giành chiến thắng không chỉ vì lợi ích của chúng tôi mà còn vì lợi ích của Trung Đông, cũng như vì lợi ích của các nước láng giềng Ả Rập của chúng tôi và thế giới nói chung. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 13 tháng 11. Thủ tướng Netanyahu cũng không quên kêu gọi các đồng minh của Israel hỗ trợ nước này. Ông nhấn mạnh rằng, cuộc chiến của chúng tôi là cuộc chiến của các bạn. Nếu chúng tôi không giành chiến thắng bây giờ, thì lãnh đạo châu Âu sẽ là mục tiêu kế tiếp và các bạn Mỹ sẽ là mục tiêu tiếp theo, nhà lãnh đạo Israel cảnh báo. Cuối cùng thì ý đồ chính của câu nói cũng lộ ra, chẳng phải là yêu hòa bình hay là lo cho thế giới, mà chỉ là lời kêu gọi đầy thách thức rằng các nước trên phải đồng tình và ủng hộ cho Israel. Trong suốt thời gian cuộc xung đột xảy ra, các quan chức Mỹ không trực tiếp kêu gọi ngừng bắn, thay vào đó đề xuất các đợt tạm dừng nhân đạo trong thời gian ngắn hơn để cho phép viện trợ vào dải Gaza. Mỹ đã nhanh chóng điều tàu sân bay, tàu ngầm và binh sĩ tới Trung Đông sau khi xung đột Israel-Hamas bùng phát. Cùng thời điểm này, các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực cũng liên tục bị tấn công. Tuy nhiên, khi số người chết ở Gaza ngày càng tăng, một số quan chức chính quyền Mỹ đã kêu gọi lực lượng Israel kiềm chế. Trong đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gần đây thừa nhận quá nhiều người Palestine đã thiệt mạng trong chiến dịch ném bom của Israel. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng phản đối kịch bản chiếm đóng, đồng thời cảnh báo Israel nhiều khả năng sẽ sa lầy tại Gaza nếu không bắt đầu vạch ra kế hoạch về việc ai sẽ quản lý vùng lãnh thổ này sau khi loại bỏ Hamas. Tổng thống Joe Biden cảnh báo Israel không nên sa lầy vô thời hạn ở Gaza dựa trên trải nghiệm của Mỹ tại Afghanistan khi cố gắng lật đổ lực lượng Taliban sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ông ấy cho rằng sau một số giai đoạn chuyển tiếp, việc quản lý hậu chiến dải Gaza phải có tiếng nói của người Palestine. Nhưng trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu đã không còn nghe theo lời Mỹ mà tuyên bố Israel sẽ chịu trách nhiệm về an ninh tổng thể của dải Gaza vô thời hạn sau khi cuộc chiến với Hamas kết thúc. Ông Netanyahu cho đến nay vẫn khẳng định Israel sẽ không ngừng bắn nếu Hamas không trả tự do và đảm bảo an toàn cho toàn bộ con tin bị lực lượng này bắt giữ hơn một tháng qua. Người phát ngôn Abu Obaidah của lữ đoàn Al-Qassam, cánh quân sự của Hamas, ngày 13 tháng 11 cho biết, Hamas đã đề nghị Israel thả từ 50 đến 70 con tin, trong đó tất cả đều là phụ nữ và trẻ em, để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày. Đề xuất của Hamas cũng bao gồm việc thả 75 phụ nữ Palestine và 200 trẻ em khỏi các nhà tù của Israel. Ông Obaidah nói, đối phương đã yêu cầu thả 100 người bị bắt nhưng họ đang trốn tránh và trì hoãn. Người phát ngôn xác nhận, một phụ nữ bị bắt giữ đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vài ngày trước, đồng thời cáo buộc Israel không quan tâm đến mạng sống của các con tin. Israel và Hamas đang tiến gần đến một thỏa thuận trao đổi con tin. Thỏa thuận này có thể dẫn đến việc trả tự do cho hầu hết phụ nữ và trẻ em Israel bị Hamas bắt giữ kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Thỏa thuận có thể được công bố trong vài ngày tới. Washington Post dẫn lời một quan chức Ả Rập giấu tên cho biết, mặc dù không rõ có bao nhiêu người sẽ được trả tự do như một phần của thỏa thuận, nhưng có ít nhất 120 phụ nữ và thanh niên Palestine đang ở trong các nhà tù của Israel. Xung đột Israel-Hamas đã kéo dài hơn một tháng qua, khiến hơn 12.000 người, chủ yếu là ở Gaza, thiệt mạng. Giao tranh đẩy Gaza rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Toàn bộ bệnh viện ở phía Bắc không còn hoạt động do thiếu nhiên liệu và do xung đột ác liệt. Israel cáo buộc các thành viên Hamas ẩn náu bên trong bệnh viện và các cơ sở hạ tầng ở Gaza. Giới chức Palestine cáo buộc lực lượng Israel đang bao vây bệnh viện. Các quan chức y tế Gaza cho biết, cơ sở y tế lớn nhất trong khu vực, bệnh viện Al-Shifa, đã rơi vào tình trạng thảm khốc, trong khi Hiệp hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine cho biết, bệnh viện lớn thứ hai của Gaza cũng ngừng hoạt động. Dầu khí Nga tung chiến lược mới khác xa thời Liên Xô, khẳng định hất cảng phương Tây. Mới đây, Giám đốc điều hành Gazprom Alexei Mahler tiết lộ, Nga đang tìm kiếm sự hợp tác lâu dài trong việc cung cấp khí đốt tự nhiên với Kazakhstan và Uzbekistan. Cho đến gần đây, các thỏa thuận của Nga với các đồng minh Trung Á có thể được mô tả là ngắn hạn. Ông Mahler nói với kênh truyền hình Russia Mod TV trong một cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, ông nói rằng các nước hiện đã đặt ra mục tiêu 15 năm.
Nhưng nếu nhìn lại thì khí đốt của Nga hiện đang chảy đến Trung Á, chứ không phải ngược lại như thời Liên Xô, tức là xuất khẩu khí đốt sang châu Âu. Điều này đã gây ra nhiều sự tò mò cho dư luận. Nó được lý giải có thể là hiện Nga đã mở rộng cơ sở tài nguyên thiên nhiên và đứng đầu thế giới về sản xuất khí đốt. Vì thế mà chúng ta phải hiểu rằng các nước Trung Á hiện đang phát triển rất năng động, Nga lại hiểu rõ tốc độ tăng trưởng của khu vực tiềm năng này. Hồi đầu tháng, phát biểu tại cuộc họp toàn thể của Diễn đàn Khí đốt Quốc tế San Petersburg, CEO Miller ghi nhận sự hợp tác thành công kéo dài hàng thập kỷ của Gazprom với ba nước trong nhiều dự án. Ông ấy nói rằng, đây là một cột mốc mới, chúng tôi đang thiết lập cơ sở hợp đồng lâu dài cho quan hệ đối tác. Chúng tôi đã xác định phạm vi hợp tác với các đồng sự đến từ Kazakhstan, Uzbekistan và Kyrgyzstan trong 15 năm tới. Theo ông Miller, Gazprom đang tìm cách mở rộng nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho ba nước này, cũng như tăng cường năng lực vận chuyển khí đốt ở Kazakhstan thông qua hệ thống đường ống Trung Á, Trung Tâm. Điều này sẽ liên quan đến năng lực vận chuyển, cũng như nguồn cung cấp khí đốt trực tiếp của Nga tới người tiêu dùng ở Trung Á. Đồng thời các bên đặt mục tiêu thiết lập cơ sở hợp đồng, hợp tác vào giữa năm 2024. Được xây dựng từ năm 1960 đến năm 1988, hệ thống đường ống Trung Á, Trung Tâm là dự án đường ống trên bờ dài 4.892 km do Gazprom vận hành. Đường ống dẫn khí đốt tự nhiên này chạy từ Turkmenistan qua Uzbekistan và Kazakhstan tới Nga. Người ta ước tính nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho Trung Á có thể đạt 20 tỷ mét khối vào năm 2030. Ở diễn biến liên quan, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Nga Rossiya 1, CEO Gazprom cho biết một số quốc gia EU trước đây khẳng định đã ngừng hoàn toàn việc mua khí đốt của Nga vẫn đang nhập nhiên liệu từ nước này. Nhưng hiện tại chưa có thông tin chi tiết nào về khối lượng khí đốt của Nga mà các quốc gia EU đang nhận. Hiện doanh thu từ dầu mỏ của Nga đang cao nhất trong 18 tháng trở lại đây. Theo Rossiya Gazeta, giá dầu thô tăng vọt đã thúc đẩy thu nhập từ xuất khẩu năng lượng của Moscow. Doanh thu từ hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga đạt 1,63 nghìn tỷ rúp, tương đương với 17,7 tỷ đô vào tháng 10 năm nay, bất chấp dự báo về thâm hụt lớn. Bài báo nêu rõ trước đó, Nga chỉ một lần ghi nhận doanh thu từ xuất khẩu năng lượng cao hơn với 1,8 nghìn tỷ rúp vào tháng 4 năm 2022. Giá hỗn hợp dầu thô Urals hàng đầu của Nga tăng vọt là một trong những yếu tố góp phần tạo ra lợi nhuận kỷ lục. Vào tháng 9, một thùng Urals có giá trung bình là 83,08 đô so với mức giá trung bình là 61,84 đô trong 10 tháng đầu năm nay. Các công ty năng lượng của Moscow phải trả thuế khai thác khoáng sản. Thuế này thay đổi tùy theo giá dầu và chiếm phần lớn doanh thu của chính phủ Nga từ việc bán dầu khí. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!